thử xem là lên không. Ôi, trái này vừa động vào nó đã rụng rồi. Mình thử táo này. Ở đây nhiều nhiều loại táo ghê á. Xin chào cả nhà. Hôm nay tụi mình đi ra bờ ruộng mà chỗ mà lần trước mình hái bồ công anh, và ở đó có rất nhiều trái cây. Hôm nay mình đi trở lại con đường này. Con đường này cách đây mấy tháng mình có quay mà hai bên là cánh đồng hoa cải, và mình đi tới cuối con đường xong rồi mình hái bồ công anh á. Ở đây người ta mới vừa thu hoạch hạt hoa cải đó. Nên là cái mùi người ta cắt cây hoa cải á, mình còn ngửi thấy cái mùi tươi rói của nó. Ôi ôi. Ở đây cái cây táo ở bên bờ ruộng này cả nhà. Trái quá trời trái luôn. Nhưng mà ở đây toàn cỏ không à. Ở đây không có đi qua hái được ha. Táo ở đây nhiều trái quá ta. Chắc là táo ở chỗ này là không có bị mưa đá nên là trái còn quá trời luôn. Chứ ở chỗ mình á, mưa đá cho nên là lúc mà táo vừa ra hoa, vừa đậu trái nhỏ nhỏ đó, gặp mưa đá là rụng tả tơi luôn. Đây nè. Đây, bên đây là một hàng táo, bên đây người ta trồng nè, người ta trồng thẳng tắp luôn ha, nhìn đẹp không? Đó, và người Đức người ta trồng những cái vườn táo, người ta hay cắt cỏ dưới láng o cho nên nhìn lúc nào nó cũng đẹp. Cái táo nè, táo ở Đức thì người ta trồng nhiều loại, có loại thì nó chín rất muộn. Trời, nó rụng nè cả nhà. Táo người ta không xịt thuốc á, nên là nó bị sâu nhiều nên nó rụng. Có loại táo thì người ta trồng cái loại mà cái trái nó để được rất lâu luôn. Người ta hái nó rất muộn á, xong rồi người ta để trong tầng hầm. Thường là người ta để dành rồi người ta làm bánh rồi ăn. Thì cái táo đó nó chua chua. Táo đó thì trái to lắm nhưng mà nó ăn sống á, nó không có ngon. Nó chua chua, thường là người ta hay để làm bánh hoặc là người ta để nấu nướng á. Trời ơi nè, nhìn mê chưa cả nhà. Hết trái nè. Đó, đây là lý do mà vì sao mà người ta không đi hái táo rừng á. Tại vì táo ở Đức trồng thì trái nhiều lắm cho nên là nhiều khi người ta trồng xong rồi cái mùa, cái năm nào mà trái quá nhiều người ta ăn không hết là người ta bỏ luôn cho nó rụng đầy gốc, xong rồi người ta gom vào cái gốc cây á, để nó làm phân luôn cho gốc cây á. Đó, trái này đấy nhỉ. Nhìn mê ha. Một cái cây táo, cái thân cây táo nhìn cũng đẹp nữa. Những trái táo sâu thì nó rụng. Bên đây thì là cây hạt óc chó. Trái quá trời luôn. Ồ, ở đây có một cây lê. Cây lê trái nhiều chưa nè. Ở cây lê này trái nhiều chưa cả nha. Nó chùm luôn nè. Mà lê này mình thấy người ta hay cắt cành đi đó. Nhìn nó như là một chùm ổi. Rồi mình thử trái ra nha. Thử xem là lê ngon. Ôi, trái này vừa động vào nó đã rụng rồi. Để xem là lê ngọt không nha. Lê chín ngọt ngay à. Trời ơi. Mình ăn thử lê này chín rồi, ngọt ngay rồi cả nhà ơi. Thử trái xanh xanh xem ngon không á. Trái chín thì ăn nó mềm. Trái xanh này nó mà chấm muối ngon. Lê bên bờ ruộng này không biết người ta có hái không hay là người ta sẽ bỏ cho nó rụng.
Tại vì ở thường ở chỗ nào mà người ta không có dọn cỏ, người ta để nó như thế này nè, là người ta không có thu hoạch. Còn cây mà nơi mà người ta dọn cỏ sạch như thế này nè, thì người ta mới thu hoạch. Thì khi mà hái táo á, là người ta sẽ rung, rung cho cái leo lên cây táo xong rung cho trái nó rụng xuống, xong bắt đầu người ta lượm. Đây là cái loại táo mà nhìn giống trái ổi nữa nè cả nhà. Ôi mình để mình hái thử nha. Mình hái thử một trái mình ăn nha. Ở đây nhiều lắm. Vườn nè, cái này là vườn. Vườn ở của nông dân nhưng mà vườn rộng lắm. Hái một trái. Hái trộm một trái. Táo xanh này nó chua lắm cả nhà ơi. Cái trái táo mà giống trái ổi nè, nó còn xanh nó chua. Nó chua gì mà nó chua, không có nhai nổi luôn á. Thôi. Cây lê này thì mình nghĩ là người ta không thu hoạch đâu, tại vì nó chín rồi. Mà người ta không có cắt cỏ. Mình hái mấy trái ha. Nó nằm ở bên ruộng lúa nè. Lê đây là mình ăn được cả vỏ luôn á. Cái vỏ nó không có cứng. Táo bên bờ ruộng. Cây táo này thì còn trái còn bé bé. Wow. Khúc này táo nhiều trái quá. Bên đây cũng là một loại lê này cả nhà. Đây là lê khác nữa nè. Cái vỏ của nó còn nâu nâu á. Đây mình lội xuống đây ha. Ở dưới đây cũng rậm rạp lắm. Đó, cái trái lê nè. Trái lê này cái màu nó nâu nâu ha. Cũng nhiều trái ghê luôn á. Đây. Cái táo. Ôi táo này để thử táo này xem. Táo này cũng ở bên bờ ruộng này. Thử nha. Còn xanh quá, chát lắm. Mà so green mesh. Mình thử táo này. Ở đây nhiều loại táo ghê á. Cái cây táo này cái trái của nó dẹp. Chát lắm. Ôi nó chát giống như là khi mà mình ăn ổi xanh vậy đó. Tại vì nó còn non quá đó. Mình đợi chắc là 1 tháng nữa trở lại đây xem là nó như thế nào. Trái này thì nhìn nó kiểu như là nó chín chín hơn chút rồi nè. Nhưng mà thôi, nó chát lắm, nó còn chát lắm. Đây lại là cây táo. Ở chỗ này nhiều loại táo ghê á. Yeah, aber hier, bei uns da wenig, weil bei uns gab Hagen. Đây lại là một cây lê nè. Đó. Táo với lê ở Đức là nhiều trái lắm luôn. Có nhiều loại táo rất ngon và có nhiều loại lê cũng rất ngon. Và có loại lê thì đợi chín mới ăn được. Khi mà chín á, thì nó ngọt ngay nhưng mà nó mềm.
Còn có loại lê á, thì là khi mà nó chín á, thì nó giòn và nó rất ngọt. Táo cũng vậy nữa, táo có loại ngon, có loại bột, có loại chua, có loại chát. Đây là một cái làng nhỏ nhỏ. Đi dạo một vòng ở những cánh đồng mà ở bên bờ ruộng có táo và lê. Bây giờ thì tụi mình đi về vì giờ cũng muộn rồi, giờ này là 9 giờ tối. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.